chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hết cách ly Lê Phương chính thức, hết phá tướng sau sinh, giờ đẹp như mỹ nhân. Trước đó dù đã sinh con khá lâu, nhưng Lê Phương vẫn liên tiếp nhận được những lời chê bai xồ xề xuống sắc. Sau thời gian cách ly xã hội, nhiều người than phiền vì tăng cân do ở nhà quá nhiều, nhưng bà mẹ hai con Lê Phương lại có thành quả ngược lại. Theo đó, sinh con từ tháng 8/2019, nhưng không theo trào lưu về dáng thần tốc như các bà mẹ showbiz Việt, Lê Phương vẫn duy trì cân nặng tương đối lớn, bắp tay gương mặt và vòng hai vẫn mập mạp phì nhiêu. Nữ diễn viên tăng 80kg khi mang bầu lần hai và thậm chí có tới 4 tháng rưỡi sau sinh, cô vẫn bị nhiều người hỏi bao giờ thì đẻ, thậm chí thẳng thừng chê bai, sao diễn viên mà mập vậy. Trước khi nói về chuyện không thể giảm cân vì còn cho con bú, Lê Phương thật thà cho biết, tại vì Phương đang nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn uống thoải mái không kiêng gì hết. Nói thật nha, Phương không hề tự tin một chút nào, nhưng giờ Phương chấp nhận hết, xuất hiện với một hình ảnh rất là xa lạ với mọi người, nhưng mà cũng được bù lại bằng những niềm vui khác, làm mẹ thì phải chấp nhận thôi. Mãi đến thời gian gần đây khi con nhỏ đã đủ cứng cáp, Lê Phương mới bắt đầu tiến hành giảm cân, thay đổi chế độ ăn uống kết hợp luyện tập. Những hình ảnh bà mẹ hai con chia sẻ thời gian gần đây khiến bạn bè người hâm mộ vỡ òa, Lê Phương đã chính thức hết phá tướng sau sinh. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương vừa đăng tải hình ảnh sau khi tập luyện, đi kèm với đó là lời nhắc nhở bản thân, cô viết: "Có công mày mỡ có ngày mi nhon." Trong bức ảnh, Lê Phương để mặt mộc và tóc tai rối bời nhưng vẫn đẹp không thua kém mỹ nhân nào. Với gương mặt gầy đi trông thấy vô cùng thon gọn, chuẩn vừa lai, đặc biệt làn da hồng hào căng mịn. Được biết, khi bé Bông đã được hơn 6 tháng tuổi và bắt đầu ăn dặm, thì Lê Phương cũng đã bắt tay vào ăn kiêng và tập luyện tìm lại vóc dáng thon gọn. Cô đeo khẩu trang đến phòng luyện tập gym trong thời gian ở nhà, thỉnh thoảng chia sẻ một vài hình ảnh về khẩu phần ăn của mình với những món ăn rất phù hợp với chế độ giảm cân như thịt lườn gà, bông cải xanh luộc, trứng gà luộc. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn lột xác hoành tráng của bà mẹ bỉm sữa Lê Phương, đồng thời khẳng định cô đã trở lại với nhan sắc mỹ nhân ngày nào. Khó khăn kinh tế mùa dịch, vợ chồng Lê Phương thà bán nhà, chứ quyết không rẽ hướng kinh doanh. Khó khăn mùa dịch, Lê Phương và chồng cho biết sẽ gắng cầm cự, nhưng nếu khó khăn quá thì sẽ bán nhà để chuyển sang một nơi khác nhỏ hơn để ở. Trước giai đoạn đang khó khăn của bệnh dịch, hàng loạt những hành nghề trong đó showbiz cũng phải đóng băng hoạt động. Là một nghệ sĩ, Lê Phương cũng đang lâm phải tình trạng điêu đứng khiến cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn luôn lạc quan và dành thời gian này để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Kinh tế lao đao vì dịch bệnh, Lê Phương và ông xã vẫn luôn suy nghĩ lạc quan tích cực. Chia sẻ về những khó khăn trong mùa dịch, Lê Phương cũng bộc bạch rằng nhờ trước đó cả hai vợ chồng có tiết kiệm được một khoản kha khá nên hiện tại vẫn chưa bị khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, do tình hình vẫn không mấy khả quan, nên ông xã cô cũng có những phương án dự bị. Nếu trong trường hợp dịch kéo dài, gia đình khó trụ nổi thì chấp nhận thay đổi môi trường sống, bán căn hộ hiện tại để mua một ngôi nhà nhỏ hơn. Thay vì lo nghĩ, cô chú tâm vào chăm sóc gia đình. Chúng tôi chấp nhận những điều kiện không tốt bằng hiện tại, miễn sao cả nhà vui vẻ đầm ấm, con cái học hành đầy đủ là được. Với chúng tôi, giàu có hay thiếu thốn về vật chất không quan trọng, bằng việc vợ chồng đồng lòng, con cái hiếu thuận, chúng tôi sẵn sàng cùng nhau đón nhận mọi chuyện nên không có gì phải áp lực cả, Lê Phương chia sẻ. Vợ chồng Lê Phương chăm sóc nhau sau những ngày cách ly vì dịch bệnh. Ngoài ra, Lê Phương cũng tâm sự thêm rằng nếu xảy ra tình huống xấu nhất, có thể cô sẽ bán căn hộ, chứ quyết không chuyển hướng sang kinh doanh online. Thời điểm này, khá nhiều nghệ sĩ đã chuyển sang bán hàng online và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, theo quan điểm của nữ diễn viên sinh năm 1985, cô khẳng định sẽ không làm bởi sợ mang tiếng. Trước đây đã hơn một lần hình ảnh của Lê Phương bị sử dụng không xin phép để quảng cáo, gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của cô. Dù kinh tế khó khăn, Lê Phương thà bán nhà để chuyển sang nơi khác, chứ quyết không chuyển hướng kinh doanh. Tôi không biết xử trí những trang giả mạo đó như thế nào, nên tôi luôn tâm niệm, nếu còn cầm cự được thì sẽ không kinh doanh, để khẳng định với mọi người rằng bất kỳ trang nào tên Lê Phương mà bán hàng đều là giả mạo. Nếu mình cũng mua bán, tôi sợ rằng khán giả càng thêm nhầm lẫn và vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu muốn trục lợi từ uy tín của người khác. Dù tôi biết nhiều sản phẩm rất tốt và tin rằng nếu mình bán hàng sẽ được nhiều khán giả ủng hộ, nhưng tôi vẫn quyết tâm cố gắng làm như vậy, Lê Phương tâm sự. Trung Kiên luôn giúp đỡ bà xã chăm sóc con nhỏ. Ở thời điểm hiện tại,
Dù có chút khó khăn về kinh tế, nhưng Lê Phương cho rằng đây cũng là thời gian khiến cho vợ chồng cô hiểu nhau nhiều hơn. Nữ diễn viên cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ông xã Trung Kiên luôn tận tình chăm sóc, thậm chí lăn xả vào bếp để chiêu đãi gia đình nhỏ những món ăn ngon. Ngọc Trinh lần đầu quay ảnh người yêu chợt gương mặt đầy hạnh phúc. Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải ảnh người yêu chụp ngoài ban công biệt thự tiền tỷ của người đẹp. Cô hứa sẽ vì người yêu mà dịu dàng hơn. Ngọc Trinh không còn là tên tuổi xa lạ với người hâm mộ. Cô thậm chí còn là chân dài đình đám nổi tiếng với body và độ chi hàng hiệu khủng. Nữ hoàng nội y trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và dẫn đầu xu hướng trong thời trang. Sau công khai có người yêu mới, cô thường xuyên nhắc đến anh trên mạng xã hội. Từ việc tặng hoa 8 tháng 3 quà Valentine, đến hạnh phúc khi đi ăn cùng anh, với cách gọi cậu bé, nhiều người đồn đoán người yêu mới nhỏ tuổi hơn chân dài Trà Vinh. Hình ảnh hạnh phúc với bó hoa hồng của Ngọc Trinh, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến người yêu mới trên mạng xã hội. Ngọc Trinh khoe ảnh bạn trai chụp. Mới đây, nữ hoàng nội y đăng tải hình ảnh chụp ở ngoài ban công phòng ngủ trong biệt thự 50 tỷ. Điều người hâm mộ quan tâm không phải nhan sắc hay hàng hiệu, mà nội dung người đẹp muốn nhắc đến. Em sẽ trở nên thật dịu dàng vì anh, love you, và không quên nhắc người chụp chính là anh chàng. Chân dài Trà Vinh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu trên Facebook, hơn 2,6 triệu người theo dõi của mình. Việc Ngọc Trinh công khai hình ảnh phải dùng những lời có cánh cho anh chàng chứ công chúng, đủ để thấy cô nàng đang hạnh phúc như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên người yêu chụp ảnh cho cô. Khoảnh khắc này được diễn viên Vương Huy Đại Náo chia sẻ từ Instagram Story. Instagram 4 triệu người theo dõi đến Facebook, 2 triệu 6 fan theo dõi. Hình ảnh gần đây nhất Ngọc Trinh nhắc về người yêu trên mạng xã hội, cô nàng che hết bàn chai đi chỉ để cấp trên cậu gấu. Những món quà đắt đỏ cậu gấu tặng Ngọc Trinh. Trong Valentine, cậu gấu đã tặng chân dài Trà Vinh bó hoa hồng lớn. Ngày lễ tình nhân cũng là thời điểm xác định tình cảm của cặp sao. Cô nàng hạnh phúc với bó hồng lớn, thậm chí còn make up và diện đồ cùng tông để có những bức ảnh kỷ niệm hoàn hảo nhất. Ngọc Trinh cũng rất thích hoa nên người đẹp vô cùng trân trọng và phấn khích trước bó hoa khổng lồ này. Chân dài Trà Vinh diện đồ tông xùy tông với món quà người yêu tặng. Trong ngày 8 tháng 3, cô tiếp tục được tặng một bó hoa hồng với dòng chữ Love You Baby và hai mẫu túi Chanel đắt giá. Cận cảnh quà tặng được chân dài Trà Vinh đăng tải, theo đó hai thiết kế túi xách có giá không dưới 250 triệu đồng. Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh luôn được người hâm mộ quan tâm. Cô nàng thể hiện mình là người chung tình và yêu thương bạn trai hết mực. Khán giả hy vọng cô nàng sớm công khai cậu gấu và có cái kết viên mãn. Bảo Thy cùng gia đình anh trai thuê villa sát biển cách ly tránh dịch. Sau 2 tháng ở ẩn tại nhà, đến nay để thay đổi không khí, Bảo Thy cùng vợ chồng anh trai thuê căn villa sát biển Hồ Tràm để tránh dịch. Hiện tại Bảo Thy đang tận hưởng cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên ông xã đại gia. Sau 6 tháng về chung một nhà, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc cuộc sống xa hoa nhung lụa và độ cưng chiều của chồng dành cho mình. Từ khi bắt đầu làm vợ, công chúa bong bóng tập trung chăm sóc tổ ấm và đi du lịch khắp nơi cùng người đàn ông của mình. Bảo Thy và ông xã Phan Lĩnh hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ cùng gia đình anh trai đi nghỉ dưỡng tại biển sang chảnh. Mới đây trên trang cá nhân dòng ca Ngôi Nhà Hoa Hồng cũng vừa khoe loạt hình ảnh cùng vợ chồng anh trai Bảo Trần thay đổi địa điểm cách ly của mình từ nhà sang khu villa kế bên biển tại Vũng Tàu cực sang chảnh lãng mạn. Cô viết: "Mừng quá, sau 2 tháng nay em đã được đổi địa điểm để cách ly cho có chút không khí biển lãng mạn." Với chuyến đi này, nhiều khán giả cũng tò mò đoán rằng cô đi với ông xã Phan Lĩnh, nhưng nữ ca sĩ vẫn nhất quyết giấu kín bưng và không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào của anh trước công chúng. Ở nhà tránh dịch gần 2 tháng, nay Bảo Thy đã đi thay đổi không khí tại nơi khác. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung nhanh chóng chụp ảnh check-in khi nhận phòng. Bảo Trần cũng chia sẻ hình ảnh sống ảo dưới tay nghề của bà xã Trang Villa. Được biết giá thuê một căn biệt thự tại Vũng Tàu như thế này không hề rẻ, nằm khoảng 22 triệu một đêm. Đặc biệt, gia đình nữ ca sĩ còn thuê hẳn khu riêng biệt, có bể bơi và nhìn ngay ra biển. Mọi người tha hồ vừa bơi trong villa, vừa có thể ngắm bình minh hoàng hôn trên bãi biển. Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy cô chịu chi để có không gian cách ly thoáng đãng như vậy. Không gian view bên cạnh biển cực sang chảnh mà nơi nữ ca sĩ chọn để ở giữa mùa dịch bệnh. Có thể thấy cuộc sống vô cùng sung sướng của nữ ca sĩ kể từ khi kết hôn đến nay. Không chỉ được ông xã cưng chiều, Bảo Thy còn được anh đưa đi du lịch những nơi vợ muốn. Ảnh cưới của Bảo Thy cùng ông xã Phan Lĩnh ở Bali. Vừa qua, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh tình tứ của hai vợ chồng trong chuyến du lịch tại Bali. Đây là lần đầu tiên Bảo Thy công khai khung ảnh nô đùa bên ông xã đại gia, đặc biệt khoảnh khắc cả hai tay trong tay
nhưng cô vẫn chỉ khoe nửa kia ở góc nghiêng hay phía sau chứ không đăng ảnh cận mặt anh. Khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng người đẹp tại bãi biển nổi tiếng ở Bali. Nhìn khung ảnh đẹp và lãng mạn của cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đến thời điểm hiện tại, cô ít tham gia các sự kiện giải trí, dành thời gian tận hưởng cuộc sống riêng. Cô khiến nhiều khán giả mắt chữ A mồm chữ O khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa, mua sắm hàng hiệu đắt đỏ, ngay cả pyjama mặc ở nhà cũng có giá hơn 100 triệu. Nhã Phương than thở khi vừa tập thể dục bị ông xã Trường Giang ép ăn. Nhiều lần thúc ăn của Trường Giang khiến Nhã Phương cũng phải bó tay vì sự chiều chuộng ông xã dành cho mình. Trường Giang Nhã Phương chính thức về chung một nhà từ năm 2018 và đến nay họ đang là một trong những cặp đôi có cuộc sống viên mãn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Cả hai có với nhau một cô công chúa nhỏ là bé Destiny, hiện đã 1 tuổi. Nữ diễn viên hạn chế nhận phim và tham gia sự kiện giải trí, dành hết thời gian bên con gái và làm tròn thiên chức làm mẹ. Không chỉ thế, người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nhã Phương than thở ông xã ép ăn sau khi tập thể dục. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã khoe Trường Giang sẵn sàng vào bếp chiêu đãi vợ món bò bít tết. Có thể thấy nam danh hài không chỉ giỏi nấu nướng những món ăn Việt Nam, miền quê đơn giản mà anh còn có thể biết luôn những món Âu như thế này. Một ông chồng có tài nấu nướng xuất sắc và ngon như vậy nên Nhã Phương chỉ biết than thở. Ngày tập sắp mặt, đêm ảnh mừng vậy, sao mà tôi sống nổi đây trời ơi, đành phải xin lỗi cô giáo lần thứ N rồi. Cô khoe món ngon từ tay ông xã Trường Giang vào bếp làm phục vụ vợ. Anh còn trổ tài trang trí món ăn. Ngay sau khi chia sẻ, Nhã Phương cũng tâm sự cùng một người em thân thiết trước sự ép ăn của ông xã. Sau khi cô vừa tập thể dục xong, nữ diễn viên viết, chỉ tập thể dục chưa xong là ảnh đã gọi mẹ ơi ăn thôi, mồ hôi mồ kê chạy xuống ăn. Nửa đêm đi ngủ ảnh cũng gọi mẹ ơi ăn bò nha, hết dịch là chị Lăng. Người đẹp đã than thở khi ông xã thúc ăn đến tận khuya lúc gần đi ngủ. Nhã Phương cũng cho biết kiên trì tập thể dục dù mọi thứ rất khó khăn. Ái Phương bạn thân cũng ghen tị với cô khi được ông xã cưng chiều. Trường Giang Nhã Phương khoe ảnh cưới lãng mạn sau 2 năm kết hôn. Cách đây vài ngày, loạt ảnh hiếm hoi đầy sự xúc động trong lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã được tiết lộ. Cụ thể, trong bộ ảnh cưới đẹp như mơ của nữ diễn viên, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với khoảnh khắc phụ huynh dắt tay con gái lên lễ đường để trao cho con rể. Nữ diễn viên được bố nắm tay vào lễ đường trong ngày trọng đại. Nhã Phương cười tươi khi được Trường Giang chăm sóc tận tình trong ngày lễ đính hôn. Những hình ảnh bí mật này đến nay mới được phía ekip tiết lộ. Danh hài mười khó hiện lên khuôn mặt đầy sự hạnh phúc bên bà xã. Trường Giang luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình. Sau kết hôn, anh càng tháo vát, đảm nhận mọi công việc nhà để chăm sóc vợ con. Nam danh hài còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn phục vụ gia đình sau những lúc đi quay về. Bên cạnh đó, anh từng chia sẻ mua hẳn bếp nướng và làm sẵn thịt để bà xã đi làm, đi quay phim để ăn uống đầy đủ và ngon miệng hơn. Cuộc sống êm ấm hiện tại của cô là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác.